Trong buổi họp báo sau khi kết thúc cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng ngày 28 tháng 4, Thủ tướng Pháp Jean Castex đã công bố những định hướng chính trong chính sách quản lý dịch COVID-19 của nước này trong những tuần tới. Tình hình dịch bệnh tại Pháp tiếp tục được cải thiện một cách thường xuyên. Số ca nhiễm virus hàng ngày đã giảm tới mức cao nhất trong làn sóng dịch thứ ba là trung bình 38.000 ca, xuống còn trung bình 26.200 ca trong 7 ngày gần nhất. Theo ông Castex, trong thời gian tới, chính phủ Pháp sẽ đệ trình lên Quốc hội một dự luật về chiến lược thoát khỏi khủng hoảng y tế. Một giai đoạn chuyển tiếp đã được xác định từ ngày 2 tháng 6 đến hết ngày 31 tháng 10 năm nay. Ngày 2 tháng 6 cũng chính là thời gian mà nước Pháp dự kiến sẽ dỡ bỏ lệnh giới nghiêm đang được áp dụng trên toàn quốc.